bắp nha bà con. Bắp mà cũng có người gọi là ngô, quả ngô hay là trái bắp, nó cũng giống nhau bà con à. À, nó tốt lắm á, bắp là nó tốt vô cùng đó bà con. Nhưng mà nó có tên khoa học là dơ mày đó. Người viêm đại tràng, tiểu đường, hệ tiêu hóa, trẻ nhỏ từ 10 tuổi trở xuống, người lớn 65 tuổi trở lên, vui lòng đừng ăn bắp hay là ăn quả ngô này đó. Cho nên như vậy thì nó xấu đi, xấu đi cho sức khỏe và chứng bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. À, nó tốt cho sức khỏe của người ăn ngô là ăn bắp là như vậy. Nó tăng cường sức khỏe tiêu hóa, cải thiện não bộ, chống ung thư, ngăn ngừa thiếu máu, bảo vệ tốt cho mắt, đẹp da, tóc, móng, tim, mạch. Wow, tốt quá bà con ha, đúng không? Phụ nữ đang cho con bú, bà bầu giàu khoáng chất, nhưng mà ta ăn chỉ ăn 2 trái một ngày, ăn 4 ngày, nghỉ 3 ngày rồi mới ăn tiếp nha bà con. Chứ mày tốt bao nhiêu ta ăn hết ra không được nha bà con. Ăn không quá 1 trái 2 trái một ngày là nhiều nhất. Ăn không quá 2 trái, nghĩa là 2 trái 1 trái một ngày thôi. Nhưng mà chung nó là ăn không quá 2 trái một ngày, ăn 4 ngày, phải nghỉ 3 ngày rồi mới ăn tiếp. Xin chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Chào chào. Now. Woo.